thưa quý khán giả, tuần lễ ô cốp và các sản phẩm tinh hoa hàng Việt năm 2022 tại siêu thị Go ở quận Cái Răng đã khép lại trong hôm nay. Hoạt động này cho thấy cần tiếp tục quan tâm và thực hiện đồng bộ các chương trình giải pháp để xây dựng, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm ô cốp của thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh thành. Nắng nóng xen lẫn mưa lớn diễn ra liên tục những ngày gần đây. Hoạt động ngoài trời theo đó bị ảnh hưởng đáng kể. Ban tổ chức ước tính 1.000 đến 2.000 lượt người tham quan mua sắm từ ngày 22 đến 26 tháng 6. Đáng chú ý, nhiều trường hợp rất quan tâm sản phẩm đặc trưng, sản phẩm Việt Nam chất lượng cao. Ngay khi biết chương trình, bà Nguyễn Kim Nguyên tìm đến ủng hộ. Cô thích như vậy cho nên cô đi tìm để cô mua. Và cô rất là muốn là có mặt trong tất cả các siêu thị, ghi rõ ràng cái chữ đó. Để cho dân biết được đây là hàng đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế để mà dân mua. Mình muốn là đem cái sản phẩm này về tới tay người tiêu dùng, là những nông dân đồ này kia cũng có thể sử dụng được. Khách tham quan cũng khá nhiều. Mình đi thì chủ yếu là mình kết nối, giới thiệu sản phẩm. Có lẽ là do vị trí cái thiết kế ở đây, người ta cứ ngồi trên xe, người ta chạy thẳng vô trong nhà xe siêu thị rồi gửi xe xong rồi một, ta mua đồ xong rồi người ta chạy xe ra cổng ta về luôn. Là những nhà hàng ở đây là ít khách, người ta ít có ngừng lại để người ta xem. Đề xuất với Bộ Công Thương sẽ có sự hỗ trợ về nội dung và kinh phí để cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức luân phiên. Từ khoảng năm 2020 đến nay, chỉ riêng đồng bằng sông Cửu Long xây dựng phát triển trên 1.270 sản phẩm ô cốp. Thành phố Cần Thơ đang có 56 sản phẩm ô cốp, trong đó có hơn 70% đạt 4 sao và tiềm năng 5 sao. Đối với Sở Công Thương thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại cho những cái sản phẩm ô cốp, tham gia nhiều chương trình hơn nữa để cho các sản phẩm này được lan tỏa rộng rãi, không chỉ là trong vùng đồng bằng sông Cửu Long mà là trên toàn quốc, thậm chí là có thể vươn ra thế giới. Tất cả các cửa hàng chúng tôi trên toàn quốc đều có một cái quầy kệ riêng cho sản phẩm ô cốp. Và ngoài ra chúng tôi còn có tạo những cái phương thức thanh toán rất là hỗ trợ để cho các chủ thể ô cốp cũng như là các hợp tác xã được thanh toán nhanh hơn, cụ thể chỉ có 15 ngày làm việc thay vì 30-45 ngày. Trăn trở tìm sản phẩm đặc trưng, đặc sắc được làm bài bản về chất lượng lẫn hình thức để tăng tính cạnh tranh tiêu thụ trong nước, quốc tế, đồng thời giới thiệu bạn bè du khách thưởng thức mua về làm quà. Đó là câu chuyện trước năm 2020. Sản phẩm ô cốp giờ đây giải quyết được câu chuyện trầm kha của nhiều tỉnh thành. Việc xây dựng, phát triển, quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm ô cốp theo đó cần tiếp tục kiên trì theo cách bài bản với hướng đi dài hơi. Cả cộng đồng xã hội cần thiết thực ủng hộ và tự hào giới thiệu với bạn bè, du khách gần xa.